Xứ Lê Gia rất vui được gặp lại cả nhà mình trong buổi tối hôm nay ha. Hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây ghép và cây gốc bự nè, và cây zin luôn, cây ghép một màu và nhiều màu. Bên em bán gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện. Em bao ship đi Tô Châu thì em bao ship nguyên chậu, hàng giao đến cái chành gần nhà khách, khách đến đó nhận giùm em ha. Còn đi Bưu Điện bao ship nguyên chậu, hàng giao tận nhà cho mình luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0981813055. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 mình tham khảo một gốc zin trước ạ. Rồi, gốc zin. Nói chung mấy gốc zin này thì em làm video thì em cũng chọn những gốc có nhìn nó cũng dễ nhìn một tí nè. Đây, cây zin hoành gốc là 68. Hoa bao lớp màu hồng tên là kỳ duyên nha cả nhà. Đây, cái tàn của cây kỳ duyên, cây mình đang chấm nụ. Khách nào mình có dự định á, Tết mình ngắm hoa sứ thì nay mình nên mua là về mình sang chậu mình chăm sóc là Tết nó có hoa là vừa ha. Chứ mà mình để cận Tết á, cái mình mua về mình sang chậu này kia nó bị rễ, nó bị động rễ này kia, nó hư nụ hư hoa hết trơn à. Còn nay mình về là mình chăm sóc là tới Tết mình có hoa nha. Rồi mã số 1 gốc zin kỳ duyên ba lớp màu hồng 450 ngàn, hoành cũ là 68. Rồi tiếp số 2. Số 2 mình tiếp tục tham khảo một gốc zin tên là kỳ duyên luôn, hoa ba lớp màu hồng, cây đang nụ như hình. Cây này thì hoành cũ là 61, giá là 400 ngàn. Số 3 là cây ghép. Ghép giống là Xuân Ý, hoa ba lớp nền vàng cam sọc hồng, hoa thơm. Xuân Ý, cây này em bo tàn lại mình thấy mắt ghép mình cực kỳ chắc chắn nha. Củ thì dạng củ cơ bắp, ghép 8 bo, 600 ngàn. Số 4. Số 4 là màu tím than, hoa kép, cây tựa khá là dài luôn. Cây tím này ghép 10 bo, hoành gốc 69, giá 450 ngàn. Khách nào thích chiếc zin thì đón cây này về mình chiếc zin được cầu 20 nhánh luôn nha. Số 5. Số 5 là ghép thần tài. Cái nụ đỏ đây là thần tài, hoa 5 cánh màu đỏ. Cái cây này có dặm vô một bo của hồng chi, 3 lớp trắng viền hồng. Cây ghép tổng là 7 bo, củ dạng củ tròn, hoành củ 66, 450 ngàn. Thần tài và hồng chi, trắng viền hồng với lại đỏ. Tiếp số 6. Số 6 một chậu vô hai gốc, hai gốc củ hình hơi quái quái này nha. Trà mi 11, ghép một gốc này là trà mi 11, 3 lớp trắng viền hồng đậm. Và đây là hồng chi, 3 lớp trắng viền hồng. Hai cái trắng viền hồng, hai cái hai nét đẹp khác nhau nha cả nhà. Một chậu ghép vô hai củ hình quái. Cái này là vô vô là dạng chậu năm tấc nha. Ghép 9 bo, hai cây củ to lắm. 450 ngàn. Số 7 một cây dạng củ tròn mà củ cơ bắp. Đây, củ tròn cơ bắp là sao? Cái củ nó tròn xa xa nó đi một khối như thế này, nhìn dạng gồ ghề này nha. Hoành củ là 68, em ghép Minh Hy 12, 3 lớp nền vàng cam viền hồng cánh dúng cho hoa thơm. Ghép 7 bo, 350 ngàn. Cây này có hoành gốc là 68, đang mưa nè. Số 8 là Anh Thơ 3 lớp nền trắng gân tím hoa thơm, cây 14 bo, 150 ngàn. Trời ơi mưa quá em làm mẹ xíu. Số 9 là Mỹ Diệu. Đây là Mỹ Diệu 1, 4 lớp màu vàng tươi, hoa thơm, cây tựa dài, tán bung rộng, củ dạng củ cơ bắp, ghép 11 bo, 800 ngàn. Hoành gốc là 78. Số 10 cây hai giống dạng củ tròn, thần tài 5 cánh màu đỏ đây. Và Mỹ Diệu, đây là Mỹ Diệu 9, 3 lớp màu nền tím, tím có gân tím đậm nha, hoa thơm, cánh nhỏ, cây 9 bo, 250 ngàn. Cây này hoành gốc của nó là cỡ 63 trở lên. Số 11 là Tuyết Nhiệt Đới, một giống hoa 5 cánh vàng hồng đỏ chuyển màu. Tuyết Nhiệt Đới củ dạng quái, cây ghép 7 bo, 150 ngàn. Số 12, cây hai giống, củ già, nhìn củ dạng lực, hình gốc 63, ghép thần tài, 5 cánh màu đỏ. Với lại Bích Loan 2, hoa 4 lớp, nền trắng viền, hoa thơm, cây 3, ghép tổng là 3 bo, mỗi một bo nó ra nhiều nhánh, cây đang nụ như hình.
200.000, cây này hoành gốc cỡ 62 trở lên, cũ già. Tiếp 13, 13 là kim lân, hoa ba lớp, nền trắng và đỏ, hoa thơm, giống này tuy xưa nhưng có cái nết hoa em nó không gục nha, hoa to, cho hoa chùm, bền màu. Rồi, kim lân tàn bung rộng tựa dài ghép 11 bo 750.000, hoành cũ là 79. Tiếp 14, 14 một củ dạng cơ bắp ghép Ý Xuân. Ý Xuân 3 lớp màu vàng có sọc, cây 8 bo 150.000. 15, 15 là phít lớp, hoa 4 lớp màu trắng viền hồng. Đây, trắng viền hồng, cây đang nụ như hình. Phít lớp ghép 9 bo 450.000. Đây, cây cũ của phít lớp, cây này hoành cũ là 70. Bên em bán mấy cây hàng VIP thì em để tượng dài, tượng dài mình đi hàng sẽ ổn hơn cái tượng ngắn ha. Rồi em tiếp 15 cho mình. 15 là em thanh lý cho mình một cây. Đây là cây giống em cắt ghép, nay nó bung tựa lên lại nè. Cây này khách nào thích thì gì có thể chiếc riêng. Đây là Mỹ Diệu chính, hoa ba lớp, tím, gân tím. Cái nền là màu tím nha ha, tím lợt lợt, còn cái gân là đi tím đậm hoa thơm. Mỹ Diệu chính, củ dạng củ tròn, cái củ này rất là già, cây ghép là 5 bo 150.000, củ dạng củ tròn nha, cây này 150.000, em bao ship nhổ, giao tận nhà cho mình. Ship nhổ là em nhổ ra vũ sạch đất đó nha cả nhà, tại vì cái cây này cũng muốn hết chất trồng rồi. Củ tròn, cây đang nụ như hình. Tiếp 16, 16 là Tân Thành, hoành cũ 80, dạng cũ tròn, Tân Thành đang nụ đây. Cây Tân Thành này ghép 4 bo, hoành gốc 80, 300.000, ship nhổ, vũ sạch đất, giao tận nhà cho mình luôn. Mấy cây này thì muốn hết chất trồng rồi, nên mình nhổ lên rồi mình vô chất trồng mới, mình trồng lại ha. 300.000, ship nhổ. Tiếp 17, 17 cây 2 màu, cái nụ đỏ đây là Phú Thành, 3 lớp màu đỏ tươi. Và còn cái dạng lá bầu tròn đây là Mỹ Diệu 1, 4 lớp màu vàng, cây 2 màu đỏ và vàng, tàn xơm xê tán tròn, củ dạng củ cơ bắp ghép 7 bo 200.000. Số 18, 18 là kim ngân, hoa 5 cánh màu sắc như hình. Cái dòng 5 cánh này hoa rất là rộ, cây 7 bo 150.000, kim ngân. Tiếp 19, 19 là Phú Thành, 3 lớp màu đỏ tươi, giống này cho hoa chùm. Đây cái tàn Phú Thành mình thấy đang nụ quá chừng luôn nè, tán tròn nha. Củ thì dạng củ tròn luôn, 150.000 năm bo. 20 cây cuối, 20 mình tham khảo một gốc quái. Củ này hình quái quái nè, hình này nó giống như hình chim cánh cụt. Đây cái tàn này, tàn cây của mình kêu bằng là xuất sắc luôn nha. Tán tròn, bo khỏe, tựa dài, tán xum xuê, cây đang nụ như hình. Tên hoa là Vân Hới 7, 2 lớp màu hồng, giống này là siêu rộ luôn. Cái tàn này nhìn rất là đẹp, cây này nói chung là nhìn cho em nó là 9 điểm rưỡi chứ không dám cho 10 điểm nha. Mình thấy cái tàn xuất sắc, xuống cũ có hình hài đẹp nữa. Rồi mã 20 ghép 6 bo cũ quái, tàn đẹp 180.000, Vân Hới 7. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo là 20 cây nha cả nhà. Cả nhà mình xem, nếu thấy yêu thích cây nào muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ạ. Khách nào mới vào xem kênh của em á, chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký nè. Và mình bấm vào chuông thông báo để mỗi khi em đăng video mới lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Rồi em xin chào cả nhà, video này đang làm trời mưa lâm râm.